Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài Miền Nam ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Nam: đài 8, đài Đồng Nai 05, đài Cần Thơ 09, đài Sóc Trăng 15. Giải 7, đài Đồng Nai 710, đài Cần Thơ 128, đài Sóc Trăng 334. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.